À, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật Facebook, đó là đọc lại cái tin nhắn đầu tiên trong cái Facebook chat của bạn. Ví dụ như các bạn chat với một người nào đó mà cả hàng triệu tin nhắn rồi, hàng ngàn tin nhắn thôi, triệu thì hơi quá. Thì giờ bạn mò lại cái tin nhắn đầu tiên thì nó cũng thật như tắt tốn cỡ 10 đến mười mấy phút mới có thể mò lại được, rất là lâu và tốn thời gian. Không cần đầu tiên, không phải đầu tiên mà một cái khoảng nào đó thì các bạn có thể đoán được. Thì mình sẽ demo cho các bạn thấy. Các bạn cứ bấm đại vào một cái tin nhắn nào đó chẳng hạn. Các bạn bấm vào xem toàn bộ cuộc trò chuyện nhé. Hoặc là các bạn có thể vào đường theo đường link này. Các bạn enter một cái là sẽ ra tất cả cái tin nhắn Facebook của các bạn dưới dạng cái hộp thoại. Thì bạn sẽ chọn một cái cuộc trò chuyện nào đó. Thì mình sẽ chọn một trò chuyện nào mới dài dài một chút nhé. Chẳng hạn đây. Thì các bạn cái đoạn này các bạn lưu ý nha, bạn kéo lên, bạn sẽ để ý này, kéo lên từ từ bạn sẽ thấy ở đây đây các bạn thấy không, 540. Vậy là mình có tổng cộng 540 cái dòng tin nhắn mình đã nhắn tin trong cái hộp chat này. Tiếp theo là các bạn vào cái theo đường link m.facebook.com, các bạn tiếp tục bấm vào cái phần tin nhắn này, nó sẽ ra như thế này. Các bạn cũng tìm cái người đó, mình sẽ tìm lại cái người đó gì tên này đúng không, mình sẽ tìm lại cái người tên đâu nhỉ, chắc dài nữa. Tìm được cái đây người đó đây, mình sẽ click vào, bấm vào. Đây là cái đoạn quan trọng này, các bạn chúng chuột phải nhé, mở liên kết trong tab mới, nó qua đây. Ok, bạn để ý cái dòng star bằng 7, hồi nãy mình đã có xem cho các bạn ở đây rồi, đây 540 đúng không. Giờ cái tin nhắn đầu tiên là nó nằm ở cái dòng 540 rồi, năm bốn mấy đó, mình nghĩ là 545 gì đó. Đây đây là tin nhắn đầu tiên rồi, đầu tiên của hộp chat này. Còn tin nhắn này là tin nhắn thứ nhất này, thứ hai này, thứ ba này, kiểu như vậy. Thì giờ mình muốn quay lại tin nhắn đầu tiên thì mình xem cái kéo lên 540, mình sẽ điền ở đây là 540 này cho các bạn sẽ thấy 540 rồi. Ok, mình sẽ bấm vào tin nhắn của hơn rồi. Đây đây là cái tin nhắn đầu tiên từ lúc bạn nhắn tin với người này. Thì đó, thì đây là một cái thủ thuật cũng khá là vui nhộn, cũng khá là hay, không cũng không quá hay, nhưng mà cho ai cần mà để việc lục lọi lại tin nhắn nó dễ dàng. Mình cũng hay lục lại tin nhắn nhưng mà dùng cái này khá là nhanh. Thì mọi thắc mắc của bạn comment dưới đây, mình có bài viết rồi. Thì nếu quan tâm bạn cứ like fanpage hoặc là và subscribe kênh YouTube của mình trên video trong video này thì để cập nhật video lần sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn.